Có nhầm không anh Thắng? Ở cái cánh đồng này làm gì có đường ray đâu mà có tàu đi qua được. Mấy bạn ơi, Thắng nghe nói là 2 giờ chiều ngày hôm nay, tức là 14 giờ thì sẽ có một đoàn tàu Thomas Train chạy qua cái cánh đồng này. Nhưng mà bây giờ đã là 14 giờ 16 phút rồi mà Thắng mới nghe ngồi ở đây vẫn chưa thấy cái đoàn tàu nào chạy qua đây cả. Nhưng mà bây giờ quá tận mười mấy phút rồi vẫn chưa thấy con tàu nào cả. Thôi thôi nghe, bây giờ anh em mình ngồi đây đợi thêm vài phút nữa đi. À kia rồi anh Thắng. Wow, mấy bạn ơi, nhìn kia kìa, con tàu Thomas Train nó xuất hiện rồi. Một con tàu, nó có màu xanh dương và màu đen. Và đặc biệt là cái quả đầu của nó, nhìn kia kìa, quả đầu tàu có mắt nha, hai con mắt to tướng luôn. Răng của nó, mồm của nó là còn nhiều răng. Con tàu này là nó ăn thịt người rồi. Con tàu gì mà 8 cái chân. Sao bắt đầu là cái đít của nó giống như cái đít của con nhện ấy. Đúng rồi, con tàu này phải gọi là con tàu nhện mới đúng. Ôi dồi ôi, nhìn nó sợ quá đi. Mới đầu là cái ruộng này nó không có đường ray, nhưng mà bây giờ đã xuất hiện cả đường ray với cả con tàu đi rồi. Thôi thôi Hằng à, anh với em giữ tự lực, không là con tàu này bắt anh với em đi đấy. Wow, sau vài tiếng chờ đợi ở ngoài đồng thì cuối cùng Thắng và Nga đã gặp được cái con tàu Thomas trên đó. Nhưng mà nó chỉ là cái con tàu ma thôi. Mấy bạn nhìn nó có đáng sợ không? Kiểu như là nó là một con nhện nhập vào cái con tàu đấy. Tàu gì mà chạy bằng 8 chân mà cái quả đầu của nó lại dày ngoằng nữa, như kiểu là hươu cao cổ ấy. Nhưng mà con tàu đấy á, chạy nhanh quá em còn chưa cả nhớ rõ hình dạng của nó. Không sao không sao Nga ơi, anh đã bính cái con tàu Thomas đấy trở lên nhỏ bé như thế này đây. Wow, ngừng 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 ngừng. Đây, con tàu Thomas này của anh nó không ghê kinh dị giống như cái con tàu Thomas đâu đấy. Anh mày hàng ngày nhìn thấy đâu? Thomas cá tông. Thomas cá tông trên cái con tàu Thomas đấy anh mày em nhìn thấy ấy, nó có thể đi hại con người, nó có thể rất là kinh dị và đáng sợ. Nhưng mà cái con tàu của anh nó sẽ giúp mọi người nha, bởi vì là con tàu anh nó chở gỗ này, chở cả dầu này, chở cả tất cả các bạn chim nhỏ đi chơi này. Đây này, đây này, đây này mấy bạn ơi, thấy chưa? Hàng ngày nhìn thấy chưa? Đây là cái con tàu Thomas của anh. Nhìn cái mặt, cái cổ nó ngắn như thế này chứ có phải là kinh dị đâu mà cái cổ nó dài được ra. Con tàu này số 1, nó là số 1 thì không có tàu nào nó là số 2 cả. Cái toa tàu đầu tiên sẽ là cái toa tàu mạnh nhất, khỏe nhất, nó sẽ kéo được tất cả các toa tàu còn lại. Để nó xuống đây đã. Bây giờ là đến toa tàu thứ hai. Toa tàu thứ hai là chở 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 khu gỗ luôn. 6 khu gỗ này phải nặng tận 6 tấn hay là 600 tấn luôn ấy. Đặt nó xuống đây, nó sẽ như thế này này, tí nữa ta sẽ lắp nó vào. Và toa cuối cùng là toa chở dầu, chở nước, chở xăng. Nó sẽ là toa thứ ba này đây, móc nó như thế này. Nhưng mà để tàu nó chạy được là chúng ta phải có đường ray. Bây giờ anh sẽ lắp cái đường ray này vào thì con tàu nó mới chạy được. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Tổng cộng là có 8 đường ray. Bây giờ là anh sẽ ghép cái đường ray này vào. Thắng Hằng à, Thắng à, ghép cho anh. Đây này, đây này, bên này có mối lối nha, một bên thỏ và một bên thụt. Thắng Hằng lắp bên thỏ này như thế này là xong. Nhưng mà sao nó không vào nhỉ? Đó, ấn chặt như thế này thì nó khắc vào. Đây nữa, đây nữa, lắp cho anh đi. Đường dây này sẽ là một cái đường dây hình tròn, lắp vào đây. Không phải rồi, nó là cái này cơ, hình tròn như thế này này. À đây đây đây, đây mới phải này. Đấy, xong luôn một cái đường dây hình tròn, phải lắp hình tròn như thế này. Anh ghép được một lửa hình tròn rồi. Chị cũng ghép được một lửa hình tròn rồi. Bây giờ anh Thắng ghép vào. Nối lại thành hình tròn, nối cái này vào này, còn bên này nữa thôi. Đấy, như này là đã xong đường dây của cái con tàu Thomas đấy rồi. Bây giờ đặt nó xuống đây, xong bắt đầu nối cái con tàu này vào nhá. Ui rồi, đây, móc nối vào đây. Ui, cái chỗ này là chỗ để lắp pin này. Nhưng mà cái con tàu Thomas này nó chạy ít nguyên liệu nhá, nó chỉ cần duyên một cái pin con thỏ thôi là nó chạy được rồi. Lắp nó vào đây, từ từ đã. Đấy, như thế này. Bây giờ là anh sẽ lấy pin lắp vào đây để cho nó khởi động. Một quả pin duy nhất con thỏ, xong bắt đầu là đó. Ủa, chưa gì mà nó chạy rồi, anh phải đặt vào đường dây này thì nó mới chạy chứ. Đây, ok rồi các bạn nha. Toa tàu chở gỗ và toa tàu chở dầu bây giờ là gạt. Wow, ok, xịn chưa, xịn chưa? Con tàu của anh đã khởi động được này nhá. Hay chưa, hay chưa, hay chưa? And quay hình tròn luôn, nhưng mà mỗi tội là nó chỉ đi được hình tròn như này thôi. Đâu để không? Bỏ ra ngoài thì nó làm sao mà đi được? Đấy, Thắng à, bỏ ra ngoài thì nó lại đứng im rồi, nó không đi được rồi. Wow, thấy chưa? Con tàu đi không cần đường ray luôn mấy bạn ơi. Ui, 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 ui. Nó cứ đi được thẳng thôi. Nó lại đi ra ngoài đường bây giờ. Nào, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Nhưng mà thôi, bây giờ phải cho cái con tàu này đi vào đường dây, không là nó đi lạc mất bây giờ. Được rồi, con tàu Thomas của mình bây giờ đã ở trong đường dây rồi. Gạt không gạt. À, ôi, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Rồi. Nó đi tiếp đi một đấy. Vòng, vòng bên này nữa, vòng bên này nữa. Hóa ra anh Thắng khoe tàu mới mua, thế thì anh Thắng thua chị rồi, nhìn thế này. Đen ta ta. To chưa, to chưa? To gấp đôi tàu của anh Thắng luôn ý. Tàu của anh Thắng chỉ có 3 toa thôi, còn của chị có tận 5 toa cơ. 1, 2, 3, 4, 5 toa này. Đây là cái đầu toa của nó này. Đây là cái đoàn tàu của chị này, VIP chưa? Đây là toa chở hành khách, còn đây là toa chở dầu. Tàu của Hằng là tàu chở hàng, tàu của anh cũng là tàu chở hàng, nhưng mà tàu của anh chỉ chở hàng bình thường thôi. Tàu của Hằng chở nhiều đồ thì chả to. Thế mà cũng đòi so sánh mày làm cái gì? Đâu đâu đâu, bây giờ Hằng rút ra xem tàu của Hằng có chạy được không?
Để em rút ra cho mà xem. Wow. Kinh chưa, kinh chưa? Nhìn bình thường thôi mấy bạn ơi. Bình thường, đây là đầu toa. Thứ nhất này. Đây chắc chắn là thứ hai. Đây là chảo than, chảo than. Còn đây là toa chở dầu. Còn đây chắc chắn là toa chở hành khách. Còn cuối cùng là toa chở gỗ. Nhưng mà nó hơi khoác với vỏ ngoài. Nhưng mà không sao, nó vẫn đủ là được. Đấy, các em nhìn nào, tàu của chị chưa? Siêu ngầu luôn. Các em nhìn thấy đoàn tàu của chị dài chưa? Đã dài rồi còn to. Tàu của nó là mấy cái bánh xe, nhìn như kiểu là mấy cái bánh xe bò ấy. Thế này là không biết là có chạy được không nhỉ? Tàu gì mà nó lại còn màu đỏ nữa? Đương nhiên là chạy được rồi. Còn đây chính là đường ray của nó. Chắc chắn là nhiều. X2, X3 lần của anh Thắng luôn. 1 chiếc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Không phải đếm bởi vì nó nhiều quá. Đếm nhiều, mỏi cả mồm. Lắp luôn, anh Thắng ngồi đây lắp cho em. Cái đường dây này cũng lắp cái giống cái đường dây của anh. Đây này, chỉ cần gắn chỗ thừa vào chỗ thiếu là ok thôi. 1, 1, 2. Nó là hình thẳng ấy, thì lắp 3. Của hàng Nga là có cả đường dây thẳng nữa cơ mấy bạn ơi. Đây này, có cả đường dây thẳng nữa này. 4. Mình lắp được tận 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Mà Nga mới lắp được 2 cái thôi mấy bạn ơi. Này là 2. Như thế chả 2 cái thì sao? Thấy đường dây của chị to mà dài chưa? Ui, nhìn sang đường dây của Thắng chán luôn. Thôi đứng dẹp ra anh tàu của em đi. Thôi để đây. Đứng dẹp ra, không đàn tàu của em liệng vào bây giờ. Nối luôn, bây giờ chị phải nối luôn các đàn tàu lại với nhau. 1. Ui, của chị xó chưa? Du này không bao giờ tuột được. Ai như của anh Thắng. Ôi, một phát nữa. Đã xong. Mấy bạn ơi, đoàn tàu của Hoàng Nga dài mới to này. Chưa chắc đoàn tàu Hoàng Nga đã chạy được đâu. Kiểu gì chả lặng quá sông không kéo được. Được rồi đâu, Hoàng Nga bây giờ Hoàng Nga khởi động để xem đoàn tàu Hoàng Nga có chạy không nào. Con tàu của chị dài mới to như thế này á, nên là công suất của nó rất là lớn, nên là nó cần phải 2 quả pin. Con tàu của anh Thắng nhỏ xí nên là chỉ cần 1 quả pin thôi. Rồi đã xong. Của chị á, nó còn có cả ốc nữa nè. Xoáy vào cho nó chắc. Trời, Hoàng Nga lắp pin kiểu gì mà lâu thế nhỉ? Hoàng Nga lắp pin xong chưa? Xong rồi đây này. Để xem này, con tàu của Hoàng Nga có chạy được không. Một toa chở than nha, xong rồi chở xăng này, chở hành khách này, chở cả gỗ ở dưới này nữa. Nhiều như này chưa chắc là tàu Hoàng Nga đã kéo được đâu. Ui giời ơi, lại còn lệch bánh như thế này nữa. Phải đặt đúng bánh vào không nào. Tàu nó đi chạy bánh phát là bị rơi, bị đổ luôn, đổ xuống ruộng luôn. Nào, anh mở to mắt ra mà nhìn thế này. Đâu. Wow. Ui giời. Đây mới gọi là tàu. Wow. Lại có cả nhạc luôn này. Đây này. Nhạc đâu mà nhạc. Anh không nghe thấy à? Nhạc đúng nhạc của đàn tàu luôn. Chị xò con bò luôn, giống y như là đàn tàu thật luôn. Tàu của Hoàng Nga đây. Nhìn nè, đây này, biết là cái gì không? Cái bảo vệ bánh xe đây. Ui dồi ôi, hình như bị lặng quá, đi chậm này sao? Wow, mẹ ơi. Nhưng mà con này nó đi hơi chậm hơn của anh Thắng. Đúng rồi mẹ bạn ơi. Cái con tàu của Hoàng Nga kiểu gì đi chậm dí ra, không bằng tàu Thắng. Nhìn này, tàu của Thắng nhá. Đó. Tàu của Thắng chạy nhanh như thế này này. Mà tàu Nga, ui dồi ôi, nhìn sang tàu của Nga chán luôn. Chạy cái gì mà chậm dí thế này. Ui dồi. Nó chở nặng như thế thì đi đây là mất bao nhiêu giây? 1, 2. Là còn bị lệch bánh này sắp đối nơi rồi. Thì nó chở đồ nặng như thế thì nó chả chạy chậm. Ai như con của anh có cái gì đâu nó chả chạy nhanh. Con của anh nó nhỏ nó chả chạy nhanh. Chuyện trò như con bò. Ôi tắt. Đây nha mấy bạn ơi. Bây giờ là Thắng sẽ dùng cái đoàn tàu của Thắng đi sang cái đường dây của Nga. Tắt nó đi. Ui. Tắt nó đi rồi. Tàu xịn đến đường đây nào là cũng đi được luôn. Đặt nó xuống đây. Ski lên mấy bạn ơi, nhìn đây này. Từ từ cho tàu Hoàng Nga chạy trước đã. Đua luôn. Wow. Ghê chưa mấy bạn ơi. Ghê chưa, hay chưa. Đâm đi. Ui giời ơi. Đoàn tàu anh Thắng lại đẩy đoàn tàu chị đi này. Đúng thật mấy bạn ơi. Tàu của Thắng bé nhưng mà tàu của Thắng khỏe. Tàu của Hoàng Nga to nhưng mà chạy chậm quá, bé tông luôn vào đít rồi. Nhìn đây. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đây là tàu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ui giời, đồ. Tàu của Hoàng Nga bị sao không biết. Nào, tàu của Hoàng Nga lặn quá phải bỏ bớt ra nó mới chạy nhanh được. Đây, chỉ tại 3 toa thôi nha. Ui giời, đổ mất cả tàu quay rồi. Con tàu anh Thắng nhoi nhoi. Đuối về bây giờ. Nào, bị làm sao? Để anh làm cho, đã không biết làm rồi. Ui giời, tàu của Hoàng Nga mắc cái sao này. Không phải đâu, hình như là không đủ toa này. Chạy đi. Đúng rồi. Chạy đi, không đủ toa nó không chạy. Con tàu của chị nó rất là thông minh, nó không đủ toa nên là nó sẽ không chạy. Đây này, anh Thắng phải lắp vào thì nó mới chạy. Thấy chưa? Để nó vào. Thấy chưa? Anh thấy con tàu của em nó thông minh chưa? Thông minh cũng không đi chạy mà tàu anh nhìn này. Nào, đua luôn. Đây. Đua luôn. Ghê chưa? Nào, đâm bít. Đâm. Ui trời ơi. Con tàu anh Thắng lơi nha lơi nha. Rồi, bây giờ Hoàng Nga thử lấy tàu Hoàng Nga để sang đường dây của anh xem là có chạy không. Ok, sang con đoàn tàu. Ui trời ơi. Trời ơi, những cái đường dây của anh Thắng bé quá. Đây là đoàn tàu của Hoàng Nga khi mà sang đường dây của Thắng. Chắc chắn là đoàn tàu của em sẽ chạy được trên đường dây của anh, nhưng mà cái đường dây của anh bé quá. Chưa gì đã hết một vòng rồi còn đâu nữa mà chạy, nhưng mà thôi chị sẽ cho nó
chạy thử. Ui giời ơi, tàu của hàng Nga đẻo rồi bạn ơi. Đường dây của hàng đẹp như thế mà tàu Nga không chạy được, đẻo là cái chắc rồi. Bé quá, bánh xe của em to nên là không vừa. Ui giời, tàu của hai bạn bé thế mà cũng đòi thi. Nhìn tàu của mình đây. Wow. Mấy ơi nhìn này. Ui, nhìn tàu của Trung Lung Tung kìa. Nga Nga, nhìn tàu của Trung Lung Tung to này mà. Rồi, Trung Lung Tung cho mình mượn cái quả tàu này để mình thi với Nga. Thôi, Nga đi sang bên này. Cho tàu của Nga bên này. Tàu của Nga bên này. Mấy bạn nhìn này, tàu của Trung Lung Tung to như thế này cơ mà. Tận hai người đứng vô đây luôn. Đây, Nga. Mấy bạn nhìn chưa? Tận hai người đứng vô đây, còn chết cái đường này. Cái vòng tròn của nó to ấy, hai người đang đứng vẫn vừa luôn. Còn đâu là sang cái đường đây của Nga này. Ôi giời ơi, chỉ được một người thôi. Sang cái đường đây của Thắng này. Chỉ đứng được đúng bằng một bàn chân thôi. Tàu của hàng Nga có 1 toa, 2 toa, 3 toa, 4, 5 toa. Tàu của Trung Tung có tận 1 toa, 2 toa, 3 toa, 4 toa. Nhưng mà nó to gấp đôi, mới cả nhìn nó xịn xò chất chơi như thế. Tàu này, màu đen, màu trắng. Đúng rồi đấy, nhìn như kiểu là tàu ở nước ngoài Nga nhỉ? Đúng rồi, như tàu Pháp. Đúng luôn, thế hàng Nga thua rồi. Trung Tung cho anh mượn cái quả tàu này là hàng Nga thua rồi. À, đây này mấy bạn ơi. Nó có một cái toa tàu chống không này để chúng mình chở hàng này. Tàu của hàng Nga thì tuổi gì mà nó chở được hàng. Tàu này nó mạnh như thì mới chở được hàng. Tàu của mình không những ngầu mà nó còn có cả đèn này và nhà cả khói nữa. Để mình bật cho các bạn xem. Wow. Đẹp chưa? Xịn chưa? Ôi, nhưng mà đèn đâu? Đèn đây nhưng mà các bạn ơi, không nhìn cái gì luôn. Chắc đèn là phải ban đêm thì mới nhìn thấy này. Nhiều khói rồi. Chưa này. Xịn khó chưa? Những người đang hút thuốc ấy. Mỗi tuổi là có gió thôi nên là khói nó bay lung tung lung tung. Đúng rồi, bây giờ Trung Tung đè xuống đường dây này cho nó chạy đi. Wow. À, nó nhà khói xong rồi bây giờ nó mới chạy này. Ui giời ơi, đã lâu đâu. Hàng Nga đấy, bảo Hàng Nga lối với cái toa tàu này, bảo Hàng Nga không lối, cứ đứng ở đây chơi. Hàng Nga lối vào đi, lối vào là cho tàu nó chạy đi. Tàu Trung Tung tự dưng là em nối cái gì đấy, chốt nó vào bên này. Ê, nữa đây. Nhưng mà ngược rồi, bên này làm gì có chốt đâu. Bên này thì cái chốt này ngược. Đây, cái toa này là nó phải ở trên đầu này này, cái toa này thì nó phải ở đây. Ok, được rồi. Bây giờ là tàu nó mới chạy này. Trung Tung, bật công tắc lên. Đúng bật rồi. Lên. Ui, wow. Nhà khói chứ. Wow, mọi người này. Khói nó thẳng tư luôn. Wow. Nhưng mà phải khởi động một lúc. Có đi. Khởi động một tí cho nóng máy nó mới chạy. Sao nóng thế nhỉ? Khởi động một phút rồi mà chết rồi. Đèo rồi. Ui, rồi. Lạch đường ngay rồi. Đó, ui trời lạch rồi. Ui trời ơi. Tàu của Trung Tung to nhưng mà đẻ rồi, không thể đâu chạy luôn. Ô cái này đảo thế nhở, cái này như kiểu đạp xe ấy. Đạp xe nhưng mà nó chả chạy gì cả. Đúng rồi này, bánh nó bị lệch nhiều quá nên nó không chạy được đâu. Rồi ok, sau một hồi sửa sang thì bây giờ Trung Lung Tung khởi động tàu, xem là tàu nó chạy được chưa. À, bốc khói. Chắc chắn là vẫn chưa. Hình như tàu hết khói rồi, không nhả khói này. Đây, có khói rồi. Không chạy, không chạy. Hỏng rồi. Đây, đi rồi. Nó như chậm như của em. Nhưng mà tàu Trung Tung này nhìn bánh xe nó biết chưa. Đó. Nhưng mà nó chậm như của em. Chậm như thật luôn. Đi nhanh. Wow. Đi qua một rừng luôn. Cú như thật luôn. Cái gì đó anh nhỉ? Ôi, mấy tàu của Trung hết pin rồi sao chạy. Ui trời ơi. Đúng là hết pin rồi, đèo rồi. Thế mà ông đòi. Sao tàu gì mà đang chạy này họ lại nhỉ? Bị làm sao rồi? Hay là tàu của Trung Tung bị lỗi lốc hay sao ấy? Hay là đang dừng đèn đỏ á? Không phải hết pin đâu, nó dừng để giả khách đấy. Nó đỗ một tí xong nó lại đi giờ. Nào, đi chưa? À, mình sẽ đặt ở đây. Nhìn giống tàu thật chưa mấy bạn ơi? Khởi động đi, tàu cái gì mà được khởi động lâu thế? Ui giời ơi, hình như là tàu của Trung Tung hết pin rồi sao ấy. Khiếp, thấy tàu của Trung Tung hú mãi mà chả thích đi gì. Hết pin cái gì mà hết pin, tàu nó chạy đến giờ nghỉ rồi. Thôi bây giờ về nấu cơm đi. Tàu của Trung Tung hết pin mà lại còn nói phép là hết giờ, tàu nó nghỉ. Gì mà hình như cái con tàu này, một quả pin này, hai quả pin này, ba quả pin này, bốn quả, ui, năm quả pin, sáu quả pin. Trời ơi, mấy bạn nhìn này, tàu của Trung Tung chạy tận 6 quả pin thì mới chạy được luôn. Đúng là tàu to chỉ tốn tiền mua pin mà thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, được rồi nha. Bật tàu lên. Rồi ok các bạn ơi. Rồi, có khói nha. Có khói rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy tàu. Đâu rồi. Khói bật. Wow. Đây. Rồi. Chạy rồi. Ok các bạn ơi. Bây giờ tàu của Trung Lung Tung mới chạy lại. Kiểu gì ấy nhỉ? Thế này mà cũng đòi mang tàu ra khoe. Thôi các bạn ơi, tàu của Trung Tung hỏng thật rồi. Thôi, thế này mà cũng đòi khoe làm cái gì, thôi đi vào lâu cơm mấy bạn ơi. Rồi, sau một hồi nghiên cứu, sửa chữa thì cuối cùng con tàu của Trung Tung cũng đã khởi động rồi mấy bạn ơi.
con tàu của hàng anh. Trời ơi, hàng ngàn là gì tàu anh này, lắp tàu anh vào đi để chạy cho đẹp đi. Rồi nha, rồi nha. À, bây giờ là sẽ cho tàu của Trung Lung Tung chở mấy cái pin này. Một quả này, hai quả này. Ui sợ mẹ ơi, chở được hai quả thế là nó họ luôn kìa. Đây này, phải nhận mấy cái pin này ra thì tàu của Trung Tung mới chạy được. Wow! Rồi rồi các bạn ơi, thì cái video ngày hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ bình chọn xem là tàu của Trung Lung Tung cứ đến đây là dừng hay là tàu của hàng Nga? Hay là tàu của Thắng? Tàu nào xịn sò hơn nha, tàu nào giành giải nhất nha, tàu nào giành giải nhì và tàu nào giành giải ba nha. Tàu của em đẹp nhất. Nhớ chấm điểm 10 cho chị nha, bởi vì là con tàu của chị sẽ là dài nhất rồi. Tàu của mình to nhất, các bạn nhớ chấm cho mình 100 điểm. Thế thì tàu của anh bé nhất, các bạn nhớ chấm cho anh 1.000 điểm để tàu của anh giành top 1 dài nhất nha.